Đài phát thanh truyền hình Nghệ An trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia và đón nhận giải thưởng sáng tạo vàng NTV là tin tức có trong cụm tin vắn. Nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng. Tại giải báo chí quốc gia lần thứ 18, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An vinh dự có tác phẩm Những cử nhân ở rẫy đạt giải B ở thể loại truyền hình. Tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An xuất sắc đoạt 5 giải tại Liên hoan, gồm 2 giải vàng, 2 giải bạc và 1 giải đồng. Trao thưởng cho đại diện các tác phẩm, lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình Nghệ An đã biểu dương sự nỗ lực sáng tạo tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả. Giải thưởng chính là sự khẳng định dấu ấn của NTV trong hoạt động nghiệp vụ, qua đó tạo sự lan tỏa thương hiệu Đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo đài đã trao thưởng người sáng tạo vàng của YouTube cho đội ngũ sản xuất chương trình số. Giải thưởng là sự ghi nhận của truyền thông quốc tế đối với hoạt động báo chí của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Đến nay, kênh đã xuất bản hơn 23.000 video với 1,2 tỷ lượt xem. Hàng ngày kênh cập nhật hàng chục video, thu hút gần hàng triệu lượt xem. Mỗi tháng thu hút gần 70 triệu lượt xem và hơn 90.000 lượt đăng ký kênh. Với hàng nghìn lượt like, phản hồi, tương tác mỗi ngày, kênh thu hút được giới trẻ đăng ký và xem kênh với hơn 70% lượng người từ 25 đến 44 tuổi mỗi ngày. Tính đến ngày 2 tháng 8 năm 2024, kênh YouTube Nghệ An TV đạt hơn 1,8 triệu lượt thành viên đăng ký.